Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi có một cái hợp đồng đặt cọc mà tôi đã khởi kiện ở tòa án. Trong cái nội dung của hợp đồng đặt cọc thì các bên đã thực hiện bằng cách ra phòng công chứng để xác lập một cái hợp đồng đặt cọc. Trong đó thì nội dung nôm na là như thế này: các bên xác lập nhận chuyển nhượng một cái quyền sử dụng đất với giá là 3 tỷ đi. Thì các bên đã đặt cọc với cái số tiền là 500 triệu. Tuy nhiên rằng là trong cái quá trình thực hiện hợp đồng thì các bên lại không tiếp tục thực hiện hợp đồng, dẫn đến tranh chấp. Thì sau một cái thời gian dài các bên không thể thỏa thuận được thì tôi cũng đã giúp một trong các bên để mà khởi kiện ở tòa án. Thì hiện tại tòa án nhân dân đang thụ lý giải quyết vụ việc này. Tôi xin phân tích cho quý vị và các bạn quy định của pháp luật về hợp đồng. Thì chúng ta biết rồi, theo quy định của điều 328 hợp đồng đặt cọc là chuyện các bên giao tiền nè, kim khí nè, đá quý nè hoặc vật có giá trị trong một cái thời hạn nhất định. Trong cái hợp đồng này thì các bên thỏa thuận là trong thời hạn là 4 tháng kể từ ngày xác lập hợp đồng. Và các bên đã giao nhận với nhau với cái số tiền là 500 triệu đồng. Nếu trong trường hợp các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng thì số tiền này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán. Tức là nói nôm na rằng là sau khi đặt cọc là 500 triệu, nếu các bên vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì các bên giao nốt số tiền là 2 tỷ rưỡi. Còn nếu trong trường hợp các bên không tiếp tục thực hiện hợp đồng thì số tiền 500 triệu này sẽ được xem là đảm bảo nghĩa vụ. Bên nào xét bên nào lỗi thì bên đó có cái nghĩa vụ. Thì cái phán quyết của tòa sẽ xác định nguyên đơn có lỗi, bị đơn có lỗi hay lỗi hỗn hợp. Và nếu trong trường hợp lỗi thì lỗi bao nhiêu? Nếu trong trường hợp tòa xác định là lỗi 50-50 thì buộc phía bên nguyên đơn sẽ chịu 250 triệu chẳng hạn, hoặc định giá trị tài sản để mình biết được cái xác định lỗi như thế nào thì tùy theo cái tính chất của một cái vụ việc. Tôi chỉ phân tích cho quý vị và các bạn rằng trong cái hợp đồng công chứng này được lập ở phòng công chứng thì có một cái câu như thế này: nếu việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện thì số tiền đặt cọc được trừ vào số tiền mà bên B phải thanh toán cho bên A. Tôi vừa mới nói xong đó. Trong cái hợp đồng đặt cọc có hai ý. Thứ nhất, số tiền cọc này để tiếp tục thực hiện hợp đồng. Nếu giao 500 triệu rồi, nếu bên đặt cọc giao 500 triệu rồi tiếp tục thực hiện hợp đồng thì sẽ được trừ vào cái số tiền 3 tỷ, sẽ tiếp tục thanh toán là 250 triệu. Sau khi nhận tiền cọc, nếu bên A không tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc từ chối cái việc chuyển nhượng thì phải hoàn lại số tiền cọc và bồi thường thêm số tiền cọc. Các bạn ạ, trong cái hợp đồng đặt cọc theo điều 328 nó chỉ có hai điều như thế vậy thôi. Thứ nhất rằng là nếu trong trường hợp cái số tiền cọc mà các bên đảm bảo cái nghĩa vụ hoặc là thực hiện hợp đồng thì thôi, thông qua cái video này tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn để thông qua từng cái video tôi sẽ phân tích sâu về cái hợp đồng đặt cọc để cho quý vị và các bạn. Nếu trong trường hợp các anh chị, quý ông bà, cô bác muốn nhận chuyển nhượng, muốn đặt cọc một cái nhà, một cái đất thì chúng ta phải hiểu những cái quy định của pháp luật. Thay lời kết thì tôi cũng muốn nói với cái
quý ông bà và bác rằng là một cái anh chuyên gia về bất động sản thì anh nói như thế này: nếu trong trường hợp chúng ta muốn đầu tư về bất động sản thì chúng ta phải rõ hai lĩnh vực. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu về pháp lý của cái việc đất, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng mua bán. Cái thứ hai nữa chúng ta phải hiểu về cái việc mà đất đai như thế nào. Khi chúng ta đồ hội tủ hai điều kiện đó thì chúng ta sẽ có cái cơ hội làm giàu. Tôi chỉ chuyên thuần về vấn đề pháp lý. Và nếu như trong trường hợp quý anh chị và các bạn cần những cái kiến thức, mà đặc biệt kiến thức về lĩnh vực đặt cọc, thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0903 392 861. Nói nhỏ với quý vị và các bạn, tôi cũng có cái gói, một cái phần phí nhỏ về việc cọc các bạn. Và nếu như trong trường hợp có quan tâm thì hãy mua cái gói này, giống như là một sự hướng dẫn từ những chuyên gia pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn.